Ba ăn ngon dữ ba ơi. Ngon ba ơi, ngon ba ơi, ngon hả? Thôi. Trời ơi, ăn. Ăn khắp không gian bét nhà bơ đây nè. Đó. Không gian bét nhà bơ đó. Bơ thì ăn trước coi tivi. Bơ thì ăn trước coi tivi nè. Bao coi trước coi tivi đó, chủ nhân đó bao coi tivi dở lắm. Bơi con làm gì đó ơi, coi tivi hả? Đó. Bữa nay mẹ bao nấu cháo cá lóc cho bao ăn. Vô mẹ nấu cháo cá lóc nè bao nè. Nguyên liệu là cá lóc, nguyên liệu cá lóc làm ướp sạch bỏ vô đó, múc sôi bớt bí đao sắc nhuyễn vô nghe, cá lóc là ướp sạch rồi đó. Ngon. Mình dùng mấy người em ha? Rồi, ba con sẽ hết 7 giờ. Dạ, chị cảm ơn em. Ném vô. Mình cháu phải lóc mình làm này, ném vô đây nè. Thơm mùi dữ. Cá lóc không bị chín nè, mình chút muốn băm diễn ra, diễn ra bỏ tô. Chút xíu nữa múc ra cho chờ khoảng 5-10 phút nữa để nhừ cháo đi rồi múc ra cho bơ. Múc ra tô rồi đó nghe mọi người. Chờ khoảng 10 phút cho cháo nguội lại cho bao cháo.
nha bà ơi. Đây, con múc đây, con ẩm đi, con ẩm đi, mày không, không à. Bơ ẩm, à, bơ ẩm, ẩm vô ngon, 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 ngon. Bơ ẩm ngon dữ bay. Con múc cơm đi, múc đi, mày không có đúng rồi. Chào. 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 Này mẹ có nấu rau. Ghi đâu vậy? Đổ vô người chưa? Không có được đâu. Ngồi xuống đặt xuống này, ngồi bà xuống này nè, con múc đi, con múc chỏ này thương. Nha. Một muỗng nữa thôi. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Rồi, ầm vô. Bao ăn vậy đó. Múc lại cái tay phải đúng rồi. Bao ăn vậy đó nha mọi người. Con múc ăn đi, con múc cơm ăn đi nè, con múc cơm của con. Bao ăn tích cực lắm đó. Vừa ăn cơm mà vừa ăn cháo lắm. Đó, rồi, dọn táo, đúng rồi, táo, đúng dữ rồi. Quá. Táo à. Cam, quả này quả gì con? Cam. 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 Rồi, quả này quả gì? Quả này quả gì? Quả lê. Quả lê hả bạn? Quả gì mà chơi vui dữ bà ơi? Mày chuẩn bị cái đồ ăn gì mà cho bà ăn ngon dữ bà. Cháo. Cho cái lóc ha mọi người. Cho cái lóc cho bà ăn. Lóc với đu đủ. Con bí đao ha. Cho cái lóc con bí đao. Cái lóc con bí đao nè. Con bí đao này ngon lắm nào. Cái lóc con bí đao nghe. Bơ lên trước thì coi tivi. Bơ ơi, cũng coi tivi á hả bơ? Coi tivi nè. Bơ lên trước thì coi tivi. Con chơi rất hình về chỗ nào đâu chơi chút đó, cái mẹ cho ăn ha. Chuẩn bị đi chơi, mình chơi xong cái đúng rồi, rất hình vậy đó. Đó mình cho ráp hình sao đâu bơ. Bơ. Ở đâu vậy? Ở đâu mà con mở ra như vậy? Đâu, mở ra cho các bạn ha, cho con. Mình ráp hình ở đâu rồi? Cái này con ráp ở chỗ nào? Bơ. Đây. Cái này ráp ở đâu? Xe rồi, rửa xe nữa. Trời ơi, sừng lắm mẹ ơi. Ráp hình nè. Đó. Bơ ráp hình rồi nữa, chơi. Trong khi chờ đợi ăn thôi bơ ha. Bơ đang sửa xe. Con đang sửa xe cái gì mà sửa dữ vậy bà? Đâu sửa trong nguyên trạng cọc như vậy, con ráp hình nữa hả? Đâu ráp cho bà coi nè. Bỏ hết ra, ráp từng cái vô. Rồi con bướm. Bướm ráp cho nè. À ráp đó hả? Đúng luôn. Sửa lại, lật ngực bướm lại. Đúng luôn. Đúng luôn. Trong khi chờ đợi chơi đắp hình dỗ dữ vậy. Đây, có ba.
ba nè đâu ráp vô cua lật ngược lại cũng vô, không lật ngược lại kia mà lật ngược đúng rồi, lật ngược kia sao như chỗ này chứ chưa chưa thân ô rồi. Con này ráp ở đâu? Con này con gì bơ? Con gì? Cá. Con gì? Con chim ráp ở đâu? Thân ô. Cái này cái trái táo ráp ở đâu? Ráp ở đây hả? Thấy không? Trái táo ráp ở đâu? Mình biết cái nào? Mình xay cái thân nó vô. Ơi ơi dẫu dữ vậy. Đúng luôn. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Còn chiếc xe luôn. Rồi ơi vừa chơi vừa chiếc xe. Thương lắm.